Tết đến rồi, Tết đến rồi. Lì xì, lát nữa tặng quà mini game cho anh em trong group thính viên friend. Bánh kẹo này. Công nhận là cái người bạn tin cốt hư hỏng của mình năm vừa rồi làm ăn khấm khá phết. Đại dịch như thế mà vẫn ra sản phẩm âm ầm, lợi nhuận hàng nghìn tỷ đô. Ghê thật, đáng học hỏi. Hello anh em, đây rồi. Hôm nay 30 Tết anh em ạ, anh em đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Hôm nay nhá, trong series Tết Full Option này, mình sẽ mời đây hai người bạn của mình nữa. Đó chính là CEO của Intel, Bùi Swan, và CEO của AMD, Lisa Petya. Đáng nhẽ lúc đầu ấy, mình định mời riêng hai cái người bạn này cơ, bởi vì tính họ không hợp nhau, nóng tính lắm, như nước với cả lửa ấy, một bên đỏ một bên xanh. Suốt ngày chị chọe nhau như trẻ con ấy, lớn rồi mà suốt ngày đấm đá chành chọe nhau. Và hôm nay mình sẽ là người kết nối giữa Intel và AMD, mình sẽ giảng hòa hai người này. Đấy rồi, hưng, chúc mừng năm mới. Năm mới là phải ra nhiều video cho anh em xem vậy đấy nhá. Tất nhiên rồi, năm vừa rồi làm ăn được lắm đúng không? Cũng được. Đấy chà, đi một mình không thôi à? Thế cái người khổng lồ xanh của bạn đâu? Có, đứng ngoài kia kìa, đi gọi có ra vào đâu. Vào đây. Ờ kìa, vào đi, vào đi. Xin chào hai người, nhưng mà thằng tin cốt đâu? Nó đứng kia kìa. Đâu? Ngồi đây, ngồi lại đây. Sao lại phải lén lút thế? Nó về Mỹ mấy hôm trước rồi. Ui, có sợ đâu. Việc gì phải sợ nhờ, anh em mình chả việc gì phải sợ. Đúng cả. Rồi, tôi đang tính năm sau không bán GPU cho nó làm MacBook Pro. Ừ. Ui giời, chắc là năm vừa rồi bị con Apple M1 của nó dọa cho sợ lắm rồi đúng không? Vớ vẩn, sợ đâu mà sợ. Bọn tôi là một nền tảng khác, mà cái nền tảng ARM của nó ấy chỉ là tệp con của x86 thôi nhỉ? Đúng rồi, với lại cái M1 gì nó mới ra lỗi tùm la tùm lum như đúng không? Ai chà, cũng ghê nhỉ. Thôi được rồi, ngày cuối cùng của năm anh em tinh thần lạc quan như thế là cũng được. Nên thế. Để năm mới chúng ta cùng cố gắng, còn năm cũ thất bại một tí thì cũng không sao cả. Chứ vớ vẩn nhớ, thất bại thế nào? Thất bại bao giờ, ông để cứ va vào. Tài tình. Gớm nữa, ở đây ai mà chả biết năm ngoái hai ông xấu hổ như nào. Nhưng mà thôi, bây giờ ấy, cái đấy để nói sau. Cứ phải theo thông lệ của chương trình đã. Lì xì. Rõ ràng, ở trong series Tết Full Option này là mỗi khách mời sẽ bốc thăm một cái lì xì. Trong mỗi lì xì này sẽ là một cái sản phẩm công nghệ. Và chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm công nghệ đó để tổ chức mini game cho anh em trong group thính viên friend. Ok. Rồi nha. Lì xì đỏ, nhường bên nhỏ bốc trước. Ok. Tôi tưởng là màu đỏ thì bên kia bốc trước chứ nhỉ? Nhường. Thôi nhường rồi thì bạn bốc đi. Ok. Đấy nha, cháo nha. Được chưa? Rồi. Để xem nào. Đây đi. Đây, đến bạn đi. Mặt bốc bừa. Ok. Thế thì Lisa PTA hô trước đi. Ok, để xem phần quà lần này là gì. Là gì? Ôi. Hai ba lô VKD rất là xịn. Ê, thế con Bùi Swan. Đây, từ nào. Bốc đi. Đây. Ui, hai con chuột Lenovo Legion. Cực kỳ xịn luôn. Wow, được đấy. Thôi rồi. Bây giờ bạn cứ để tạm ở đây nhá. Chúng ta để tạm ở đây nhá. Anh em ạ, nếu có thể nhận được những phần quà này thì anh em hãy tham gia vào group thành viên friend. Ở trong đấy đang có mini game show cho Tết. Anh em sẽ show off những sản phẩm công nghệ mà anh em đã mua trong năm vừa qua. Thingview góp một cái Tết, anh em cũng cùng nhau góp một cái Tết để chúng ta có một cái Tết full option đầy đủ và ý nghĩa. Mà phải nói là cái team Thingview brand này cũng đoàn kết và xôm phết nhỉ. Mưa thấy mini game hôm trước xong, hôm nay lại có tiếp. Công nhận phải như thế mới là group về công nghệ chứ nhỉ. Anh em cũng tham gia tích cực vào nhá. Ấy nhưng mà quay lại nãy đang nói thất bại là thất bại thế nào đấy? Bên Intel của tôi nhá, bao phủ mọi lĩnh vực từ vi xử lý này, thiết bị lưu trữ này, các mạng không dây, có dây, server, rồi thì đến cả ví dụ như là Thunderbolt chẳng hạn. Nói chung là Intel đang giúp rất là nhiều những người ngoài kia sử dụng máy tính này tốt hơn, cũng như là giúp cho các doanh nghiệp đạt được những cái giá trị to lớn hơn. Ghê chưa? Đấy mà, AMD cũng thế. Chà, ghê nhờ. Sao tự nhiên hôm nay hai người bạn Lisa Petya với cả Bùi Swan của mình đoàn kết nhau thế nhờ? Khác hẳn so với cả mọi năm. Phải chia rẽ hai con người này mới được. Chứ còn để đoàn kết như thế này sang năm chip lại tăng giá thì chết. Ê, thôi được rồi. Thế thì Intel,
bạn thử nói xem là cái năm vừa qua bạn làm được những gì. Rất đơn giản thôi. Ví dụ với cái mảng CPU ấy, thì năm vừa rồi chúng tôi đã cho ra mắt con chip Gen 10 cho các cái máy tính bàn ấy, dòng Comet Lake S, hiệu năng cực kỳ mạnh luôn. Bây giờ cái con i3 ấy, 10100 ấy, nó đã có Hyper Threading rồi, nó cũng có là 4x8 luồng. Hay là như cái con i5 10400 ấy, nó cũng đã lên đến 6x12 luồng rồi. Nói chung là rất là mạnh mẽ luôn. Mà giá của nó không biết là bao nhiêu không? Bao nhiêu? Giá của nó chỉ là 4,5 triệu thôi, như thế là rẻ. Như thế là rẻ hơn một nửa so với cả cái con i7 8700, mà hiệu năng thì vẫn ngang bằng. Hay là cái con i9 10900K ấy, nó là cái con CPU mạnh mẽ nhất luôn. AMD thì xách xếp thôi. Này, cái mồm nhá. Tôi chưa muốn nhắc đến thôi nhá. Con i7 8700 của ông thì một mình ông một đường, ông thích để giá nào chẳng được. May mà có AMD bọn tôi thì người dùng nó mới có cái giá nó bình ổn, nó tốt, thì không có khi bây giờ vẫn đang phải ôm con i5 10400 giá 4 củ cất trong tủ nhờ. AMD nói đúng đấy. À mà đúng rồi, cái vụ socket đấy, AMD được cái là luôn luôn sử dụng socket AM4. Thì đấy, tôi chưa muốn nói bên bọn tôi AMD từ trước đến nay tôi vẫn để nguyên một cái socket là AM4 thôi. Chứ đâu như mấy ông Intel ấy, ông vừa lên cái Gen 10, ông thay luôn cái socket từ 1151 lên 1200. Người ta giảm được tí chip, ông lại bắt cái bên mới thì bằng hòa. Tôi nói ông bớt cái lợi nhuận đi. Suốt ngày lợi nhuận tỷ đô, chả chú ý đến gì đến người dùng nhỉ? Công nhận đấy. AMD nói đúng đấy. Với lại tôi cũng chưa nhắc luôn đấy. Ông bảo i9 10900K là mạnh nhất thế giới đấy. Thế Ryzen của bọn tôi để đâu? Ông không so với, phải so với cái Ryzen đời mới chứ. Ryzen 5900X nó chẳng tốt luôn. Chuẩn luôn đấy. Năm nay nhá, Ryzen 5000 series của bạn nhá, sử dụng động Gen 3. Ôi trời ơi, cái hiệu năng của nó ấy, cả đơn nhân và đa nhân đều mạnh mẽ tương đương, hay là thậm chí còn vượt hơn cả so với cả Intel cơ. Đấy, đúng, quá chuẩn luôn. Intel năm nay là thua toàn tập rồi. Bạn cứ giữ khư cái tiến trình 14 nanomet, nóng ơi là nóng ấy. Đúng không? Đúng đấy. Đúng rồi. Hình như là năm nay chip AMD cũng tăng giá đúng không? Đâu tăng. Rõ ràng là tăng mới tăng được hiệu năng có một tí thôi mà đã đòi tăng giá rồi. Ông thấy cái con i9 10900K của tôi ấy, giá của nó chỉ là hơn 13 triệu thôi. Còn cái con Ryzen 5900X của ông bao nhiêu tiền nhỉ? Thì nó có tăng, nhưng mà hơn triệu so với con của ông chứ mấy. Nhưng mà hiệu năng nó chẳng ngon hơn hẳn luôn. Và tôi nói thẳng, năm nay Intel Gen 10 không có cửa nhá. Sợ. Đấy, ông thấy không? 15 năm mới được gáy một lần nên là gáy to lắm. Thôi nhá, anh em mình dừng lại ở đây thôi. Cuối năm rồi mà cứ chảnh chọe chi chọe ở đây là còn bao nhiêu người đang xem nữa, chứ có phải là một anh em mình đâu. Lớn cả rồi. Ở đây thì ai cũng đều biết là trong năm vừa qua hai bạn đã làm rất là tốt cái mảng CPU desktop rồi. Ở đây ai mà chả không biết là hai là bạn đang là ông lớn top 1, top 2 của thị trường. Thế nên thôi, Hạ hỏa nhá. Bây giờ chuẩn bị năm mới phải bàn cái gì vui vui một tí. Bây giờ cái thời buổi bây giờ ấy là dần dần chuyển sang laptop hết cả rồi. Để di động nhiều hơn, làm việc ở công ty, làm việc cà phê, làm việc rồi. Ở mọi nơi. Cái quan trọng ấy là ở cái mảng laptop, hai bạn năm vừa rồi làm được cái gì cho người dùng hay không? Để nhường ông gái trước. Ok thôi, riêng với cái mảng CPU laptop ấy, thì năm vừa rồi chúng tôi đã cho ra mắt thế hệ thứ 11 của CPU Intel dành cho những cái chiếc Ultrabook. Bây giờ thì những cái chiếc Ultrabook với cái con chip đấy ấy, hiệu năng của nó tăng cực kỳ nhiều luôn. Cực kỳ nhiều, tăng như nào mà kinh khủng. Tôi cũng không định nói đâu, nói ra lại sợ ông ấy đi, ông ấy sợ một phép. Đây nhá, mà cái con chip đấy tuy là chip tiết kiệm điện nhưng mà hiệu năng của nó có thể nói là còn hơn cả mấy con chip dành cho laptop gaming cơ. Cái này không nhiều người biết đâu, nó mạnh cực kỳ luôn. Mà chưa hết nhá, tôi còn trang bị cả các đồ họa tích hợp là Iris Xe. Bây giờ nhá, anh em dùng những cái con Ultrabook mỏng nhẹ mà vẫn có thể chơi game Full HD cực kỳ là ngon lành luôn. Rồi ôi, thế tôi không muốn nói chứ, thế hai ông quên Ryzen 4000 series của tôi à? 4808 x 16 luồng, 4506 x 6 luồng. Đúng đấy. Giá thì rất là tốt. Mấy ông này gái thế nhưng mà giá toàn trên 20 triệu. Trong khi laptop tôi nha, 4500U mấy con 13-14 triệu, 6 nhân, quá ngon còn gì nữa. Đúng không? Ngon thật. Và nói đi nói lại, ông Intel ơi, em người quá đáng.
bắt mấy cái đội OEM cứ phải trang bị chip của ông đấy trên mấy con laptop đắt tiền, chưa kể lại còn suốt ngày cái tiêu chuẩn này tiêu chuẩn nọ, nhớ tiêu chuẩn đợt vừa rồi thì Intel Evo rồi ơi, toàn chúa đặt ra mấy cái tiêu chuẩn quy chuẩn hào nhoáng rất là viển vông, sử dụng thực tế thì lại không có gì. Rồi yeah này, tôi bảo nhá, mấy cái con chip của ông ấy 4,000 mấy trăm U đấy, nghe thì ok có vẻ là rẻ đấy, có vẻ là cũng ngon đấy, nhưng mà làm gì có hàng mà bán, đúng không? Công nhận luôn, chẳng có hàng bán. Cuối năm vừa rồi trên nhóm Team View and Friends, anh em cứ hỏi xem chỗ nào bán để mà mua, nhưng mà làm gì có hàng đâu. Có phải là muốn thế đâu, quan bản là tại nhà máy sản xuất nó làm chậm với dịch dùng cắt giảm toàn lý do va vẩn. Bạn là CEO của cả một công ty hàng đầu thế giới, bạn không thể lấy lý do đấy được. Năm vừa rồi dịch nhá, đến cả ThinkView cũng phát triển cực kỳ mạnh mẽ luôn. Biết gì không, ThinkView có website mạng xã hội công nghệ thinkview.vn này, design lại hoàn toàn mới, đăng tin lên rất là đều. Rồi trong group ThinkVM Friend tổ chức mini game rất là đều, rất là thường xuyên luôn. YouTube ThinkView này, YouTube Airphone cũng đã lên được một tầm cao mới, hình ảnh đẹp hơn, content đầu tư hơn. Đấy, dịch đầu tư như thế cơ mà. Đấy, phải nói như thế chứ. Tôi nói thật với ông nhá, cái việc mà tạo ra một con chip ấy, nó chỉ là nửa chặng đường thôi. Cái nửa chặng đường còn lại là làm sao để có đủ hàng mà phân phối. Nói một cách khách quan ấy thì cũng khen ông một chút, đấy là ông cũng có khả năng sáng tạo nghiên cứu. Nhưng mà về cái khả năng quản lý thì còn kém lắm, nói chung cũng chỉ là dạng xoàng thôi. Đúng, lần này Intel nói có lý, chuẩn. Năm nay Intel làm được một cái đó chính là cứ làm ra được cái gì là phân phối được cho người dùng cái đấy. Đấy mới là cái điều quan trọng. Mình làm ra sản phẩm mình phải đến được tay người dùng chứ, đúng không ạ? Đúng rồi. Bắt tay cái. Đây, năm sau cố gắng phát huy nhá. Đúng rồi. Mà cái dòng Ryzen 4000 series năm nay trên giấy tờ thì đẹp đấy, nhưng mà chả thấy đâu cả. Đấy. Mà cứ bảo là Intel cứ đặt ra chuẩn này chuẩn kia đi. Nhưng mà bạn biết không, hôm trước vừa test đa nhiệm với cả review Vinh Bùi đây, nó thắng được Apple M1 đây chứ không phải là chuyện đùa đâu. Trời ơi. Cái gì? Tôi nói cái đấy nó cũng bình thường thôi. Thế mà vẫn bình thường. Đây tôi có một điều nữa, thực ra tôi chưa muốn chia sẻ với hai ông thôi. Thôi, không muốn chia sẻ thì thôi nhở. Năm mới mình nói chuyện mới đi nhá, không nói chuyện cũ nữa nhá. Thì đây là chuyện mới luôn nhá. Ryzen 5000 series của tôi nó vả cho i9-10900K trên máy tính của ông ấy, gọi là đi đời luôn nhá. Laptop của tôi nhá, cái giọng đấy bán ầm luôn. Chuẩn luôn đấy. Ryzen 5000 series ở trên laptop vừa mới ra mắt đúng không? Đúng rồi. Ôi trời ơi. Anh em ạ, hôm trước vừa được trải nghiệm một con CPU Ryzen 5800X ở trên laptop. Ui, bạn biết nào không? Nó ngon, nó mạnh này, nó mát này, mà máy chạy rất là êm ru. Đúng rồi. Intel, bạn phải xem lại đi. Ê, trong khi bạn còn đang học cách xây nhà trọ thì Lisa PTA của chúng ta đã xây khách sạn, xây nhà nghỉ hạng sang cao cấp cả rồi. Mà với cả nhá, mấy cái con CPU Intel của bạn bây giờ mạnh thì cũng không hẳn là mạnh nữa. Nhưng mà cứ laptop gaming mà sử dụng CPU của bạn là nó chạy nhất cái máy cầy. Công nhận, ui dồi quá quay ngu. Khó chịu kinh khủng luôn. Thì... thực ra ấy, tôi và mọi người ở đây cũng đều biết là vì sao bạn chậm chân rồi. Cái cách bạn làm ấy là rất là giống với cả mấy cái ông ở bên Nhật Bản. Tất cả những cái công nghệ liên quan đến sản xuất gia công bạn cứ ôm đồm ở trong những cái nhà máy nội địa, trong khi thì chả bao giờ chịu nâng cấp dây chuyền sản xuất, nhân công thì chả bao giờ đầu tư nâng cao tay nghề gì cả. Đây này, AMD đây này, AMD được điều hành bởi một siêu người Đài Loan, đã có những cái chính sách tiếp cận rất là đúng đắn trong năm vừa qua. Lisa PTA của chúng ta đã có những cái chính sách đầu tư vào những khâu R&D, nghiên cứu và phát triển, có những cái thứ liên quan đến sản xuất và gia công sẽ đẩy cho những công ty ở bên ngoài nước Mỹ, ví dụ như là TSMC. Chuẩn. Kết quả nhận lại được là gì? Kết quả nhận lại được đó chính là chip được sản xuất nhanh hơn, giá thành rẻ hơn, công nghệ xịn sò hơn, từ đó dẫn đến một cái cuối cùng, đó chính là những cái dòng CPU Ryzen nó đã dần dần bắt kịp và đang mạnh hơn rất là nhiều so với cả Intel Core i. Đấy, bạn phải xem lại chứ, đừng ôm đồm quá nhiều việc như vậy. Người ta đã nói rồi, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Chuẩn, câu này rất hợp lý luôn, phù hợp cực kỳ luôn. Này, tôi nói thật với các ông nhá, thôi thì coi như hôm nay là lần cuối cùng gặp mặt ở đây, chứ còn lần sau tôi không có mặt ở đây nữa đâu. Chả ai hiểu cho tôi cả. Ở bên công ty tôi, mấy ông bên trên ông cứ chỉ tay năm ngón, cái gì ông cũng muốn, vừa muốn có cải tiến về công nghệ này, lại vừa muốn có lợi nhuận,
bao nhiêu lần việc xong người dùng cũng chả hiểu cho nữa. Thôi, nói chung là các ông chơi với nhau ấy, tôi từ chức. Đi đâu đây? Hay nhở, lớn rồi mà vẫn không khỏi cái tính trẻ con. Nói chung, cái người bạn của mình ấy, nói chung cũng bị áp lực ở trên, bị mấy cái ông ở trên hội đồng dí nhiều quá. Mà cái người bạn của mình xuất thân là cũng chỉ là giám đốc tài chính thôi, thành ra là cũng không biết gì về những cái liên quan đến R&D, nghiên cứu và phát triển hết. Ngon rồi, năm sau tăng giá. Này nhá, không phải là năm nay bạn thắng đậm nhưng mà bạn chủ quan đâu. Lúc nãy bạn chưa đến ý, Intel vừa tâm sự với tôi ý, bật mí cho bạn. Intel sang năm sẽ có một cái dòng CPU gọi là Alder Lake Hybrid, công nghệ hoàn toàn mới. Sợ chưa? Năm nay bạn chủ quan nhá, là bạn dẫm vào vết xe đổ của đối thủ đấy. Rồi thì nói thế thôi chứ bọn tôi lúc nào chả tập trung ở khách hàng, năm sau vẫn có giá tốt, hàng ngon cho anh em luôn. Giảm giá sâu hơn nữa đấy nha. Ok. Hiệu năng mạnh mẽ hơn nữa đấy nha. Đồng ý luôn. Rồi, ok, anh em, ôi, anh em vẫn ở đây đầy đủ đấy à? Tin cốt. Này, tưởng về Mỹ, tôi không thích ngồi với ông này đâu. Ơ kìa, thôi ngồi lại đi. Sao có vẻ sợ run hết cả người lên đấy nhở? Ê, giời, sợ gì thì là không thích rồi. Thích cái gì? Chuyện chuẩn bị sang năm mới rồi, anh em mình bỏ qua hết tất cả những bực dọc đi. Anh hùng trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Cái điều quan trọng ở đây là các bạn có muốn gửi lời chúc gì đến anh em đang xem video ngày hôm nay không? Đương nhiên rồi. Thôi thì ai kém hơn thì nhờ người đấy trước. Thôi trời, tôi chả thật kém. Thôi nể hơn khúc, nể anh em thinh view friend lắm thì tôi ngồi lại đấy. Thôi thì thế thì lại nhân tiện đây gửi lời chúc mừng năm mới đến anh em đúng không? Mừng năm Tân Sửu con trâu rồi. Anh em sắm đồ công nghệ đi đầu rồi. AMD nhá. Chúc anh em sang năm là có thật nhiều tiền để có thể thỏa sức mua sắm đồ công nghệ để phục vụ cho công việc và giải trí cuộc sống ngày thường, thế là được rồi. Còn về phía Apple nhá, thì hôm qua đã chúc anh em rồi, nhưng mà hôm nay vẫn chúc lại để cho nó nhân đôi những cái sự tốt lành nhá. Năm mới thì cái điều quan trọng nhất là sức khỏe. Chúc anh em có thật là nhiều sức khỏe thật là dồi dào. Mà muốn dồi dào ấy thì anh em phải dùng đồ của Apple, toàn những cái đồ bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe thôi. Và điều quan trọng nhất là nhớ chọn những cái sản phẩm của Apple nhá. Nhớ cả sản phẩm của AMD nữa. Đây, nhớ mua cả đồ của Intel nhá. Chưa về à? Vẫn chưa về. 1, 2, 3 chúc mừng năm mới. Thì hai bạn trong năm vừa qua đã làm được gì để giúp người dùng hay chưa? Có mùi thối thật. Ở đâu ấy? Quay clip. Đúng không? Đúng không? Thôi được rồi. Anh em mình tập trung ra. Hy sinh vì đại cục. Đau đầu quá. Không, tao làm gì đâu. Không, nhưng mà tại sao bây giờ tao không gửi được thì không phải chắc chắn từ thằng Quang Anh. Thằng Quang Anh nó hỏi, nó phải đi như này đúng không? Đấy.